Em xin kính chào toàn thể cô chú, anh chị và các bạn yêu hoa phong lan trên toàn quốc. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2018. Ngày mới em xin gửi lời chào để chúc sức khỏe tới toàn thể cô chú, anh chị và các bạn. Chúc mọi người có một sức khỏe dồi dào và nhiều thành công trong công việc. Hôm nay cũng là ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam ạ. Thì em cũng xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể cô chú, anh chị và các bạn làm nghề giáo viên. Chúc mọi người có một sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn trong công việc, để vững bước trên con đường sự nghiệp, dìu dắt những thế hệ mầm non tương lai của đất nước thành những công dân có ích cho đất nước. Em xin tự giới thiệu, em tên là Bao ạ. Em ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Số điện thoại của em là 0365 323 666 ạ. Sau đây em xin giới thiệu chi tiết từng mặt hàng lan ạ. Nói thứ nhất đây là Hoàng Thảo Hương Duyên nha các bác nhé. Đây ạ. Tình trạng cây thì cực kỳ là xanh và đẹp ạ. Lá của nó thì lá xếp theo hình chân dép rất là đẹp luôn ạ, đối xứng sang hai bên đấy ạ. Đấy. Loài này hoa của nó thì màu cánh của nó màu trắng ngà, lưỡi của nó thì màu màu vàng cam có sọc đen ạ. Hoa của nó thì có mùi thơm nhẹ và rất là lâu tàn ạ. Hoa này của nó có thể chơi tới khoảng 40 đến 45 ngày ạ. Tình trạng cây thì cực kỳ là xanh và đẹp nhé các bác nhé. Đấy. Hoàng Thảo Hương Duyên này thì em xin bán với giá là 150.000 đồng một ký nhé các bác nhé. Các bác có thể xem mặt hoa nó vào Zalo của em mà xem nhé. Em sẽ đăng tải mặt hoa của nó cho các bác xem ạ. Tiếp theo đây là Long Tu Đá Tím nhé các bác nhé. Thì ngày hôm nay thì nhà em cũng về chỉ khoảng mười mấy ký thôi ạ. Khoảng 15-16 ký thôi ạ. Tình trạng cây thì gia đình chúng em đã cắt tỉa sạch sẽ rồi nhé. Đấy, bó thành những cái bó như này ạ. Đây ạ. Tình trạng cây cũng khá là đẹp ạ. Đây ạ. Đấy. Long tu đá này một loại lan, thân của nó cực kỳ là giòn ạ. Nhưng hoa của nó rất là đẹp luôn ạ. Long tu đá tím đấy ạ. Hoa nó có ba màu vàng trắng tím và mùi rất là thơm luôn ạ. Đấy. Tuy nhiên thì khi mà đóng gửi cho các bác thì một số cái thân già này nó có thể nó bị xây sát ấy, thì nó có thể là nó thối nhũn, thì về các bác cứ cắt bỏ cái phần thối nhũn đi đi nhá. Nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cây nào đâu ạ. Vì khi mà mình cắt như vậy xong mình bôi keo liền sẹo đấy ạ. Thì đến mùa xuân thì nó sẽ đâm ra ra những cái chồi mới mới ạ, thay thế những cái thân đấy ạ. Thì cây nó sẽ phát triển bình thường đấy ạ. Long tu đá tím này thì em bán với giá là 250.000 đồng một ký nhé các bác nhé. Đấy. Hàng hôm nay cũng khá là khô ráo đấy. Bó nào cũng như bó nào. Cây đấy. Tiếp theo thì hôm nay em có về được một nô kiều tím miền Trung nhé các bác nhé. Hay còn gọi là kiều hồng đấy ạ. Lá của nó thì bản lá khá là to và dày đấy ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Hàng hôm nay lá của nó thì cực kỳ là đẹp luôn ạ. Rất là xanh. Loại này thân của nó rất là dài nha các bác nhá. Nó khoảng 60 cho đến 80 cm gì ạ. Một số cây nó ngắn hơn ạ. Đây. Ví dụ những cây này nó sẽ ngắn hơn một chút ạ. Đấy, nó khoảng 30-40 cm ạ. Nhưng mà lá của nó với thân thì cực kỳ là đẹp ạ. Đây ạ, các bác nhìn này, bản lá cực kỳ là to luôn nhá. Bốn ngón tay của em vẫn chưa vừa nhá. Cái lá này ạ. Đấy, lá nó tròn rất là to luôn ạ. Nhìn này, cái dòng này mà chơi thân lá này quá là đỉnh luôn ạ. Đấy, lá của nó rất là xanh luôn. Lô này có thể nói là cực là đẹp luôn ạ. Hàng kiều tím này thì em xin bán với giá là 280.000 đồng một kg nhé các bác nhé. 280.000 đồng một ký đấy ạ. Tiếp theo thì hôm nay em có một ít ngọc thạch ạ. Ngọc thạch thì nó có lẫn cả hàng hai màu và ba màu nha các bác nhé. Đấy. Thì hôm nay em cũng chỉ có khoảng 4 ký gì đấy thôi ạ. Em xin bán với giá là 140.000 đồng một ký nha các bác nhé. Đấy, ngọc thạch ạ. Tiếp theo thì hôm nay em có về một nô đai châu hàng rừng nha các bác nhé. Chuẩn hàng rừng luôn ạ. Cây thì cũng đang bắt đầu nhú nụ đấy ạ. Đấy.
Các bác nào mà có ý định mà sắm cho mình một giò đai trâu chơi Tết đấy thì ngay thời điểm này các bác hãy nhanh tay đặt hàng để mà sưu tầm đấy, những cái giò lan đai trâu mà chơi Tết á, vì là khi một thời gian nữa thì cây nó sẽ phát triển vòi hoa lớn á, khi mà vận chuyển thì nó sẽ rất dễ hư những cái vòi hoa đấy ạ, cho nên là các bác hãy mua sớm nhé để ghép và đến thời điểm Tết đấy thì nó sẽ cây nó sẽ ổn định hơn ạ. Hôm nay đây là loại sai đai trâu lớn nhé, loại từ 3 đến 5 cây 1 kg đấy ạ. Đấy, tình trạng cây cũng khá là đẹp ạ. Tuy nhiên thì hàng rừng nó không thể tránh được những cái lá nó bị xây xát đâu nha các bác nhé. Đấy, nó không có được như cái hàng xanh mướt như những cái hàng mà người ta hàng công nghiệp ấy, hàng Thái ấy, hay là hàng đai châu bóc trụ ấy người ta trồng thuần rồi đó, thì nó không thể nào đẹp bằng nó nha các bác nhé. Nhưng mà cái ưu điểm của nó thì các bác biết rồi đấy, hàng rừng thì nó sức sống của nó cực kỳ là mãnh liệt ạ, khi mà trồng chỉ có một thời gian trong khoảng từ 20 cho đến 30 ngày là nó đã ra rễ mới được rồi. Nhưng mà khi mà hàng Thái và hàng công nghiệp mà các bác trồng ấy, nó cực kỳ là chăm sóc nó rất là lâu ra rễ, có thể khi vài tháng nó không ra rễ. Đấy, hàng sai lớn này thì từ 3 đến 5 cây 1 kg á, thì em xin bán với giá là 550.000 đồng 1 kg nhá. Đấy. Mùa này như do nhu cầu đai châu chơi Tết rất là lớn nên là hàng nó cũng tăng giá lên một chút so với lần trước ạ. Đấy, tình trạng cây khá là đẹp mà luôn ạ. Thế là loại size lớn nhá, từ 3 đến 5 cây ạ. 550.000 đồng 1 kg ạ. Tiếp theo thì đây em có một có khoảng 4 kg đai châu hàng chung đây ạ. Tình trạng cây cũng khá là đẹp luôn ạ. Đấy. Những cây như vậy này nó cũng đã cho vòi nụ rồi nhé các bác nhé. Đấy. Rất là đẹp luôn ạ. Đây. Hàng sai chung này thì là từ 8 đến 10 cây nhé các bác nhé, 1 kg ạ. Thì em xin bán với giá là 480.000 đồng 1 kg ạ. 480.000 đồng 1 kg nhé. Ở đây thì em có mấy cặp đai châu cũng khá là to đấy ạ. Đây như hai cây này là em cân đến nó khoảng 0,8 0,9 kg 0,9 kg rồi đấy ạ. Lá này lá mít nha các bác nhé. Đây to đúng bằng 4 ngón tay em ạ. Hơn 4 ngón tay luôn nhé. Nhưng mà trong quá trình vận chuyển thì nó đã bị dập một số cái lá này nhé. Hàng rừng này nó không thể nào tránh khỏi được gãy dập đâu nha các bác nhé. Nó không có được mướt một mượt ạ. Đấy, cây cũng đã bắt đầu nhú rồi nụ rồi nhá. Đấy. Đây lá các bác coi cho kỹ nhá, lá này nó hơi dầm một chút ạ. Đấy. Khi mà mình chăm sóc thì đến năm sau thì nó mới đẹp được. Đây, cây này thì là khá là đẹp ạ. Nó chỉ có bị lỗi một chút ạ. Đấy. Hàng rừng mà được như vậy là quá là ok rồi ạ. Cái cặp hai cây này lớn này thì em xin bán với giá là 550.000 nhé. Đấy. Hai cây lớn này, này. Đây cũng vậy ạ. Cũng hai cây lớn nhá, nhưng mà cặp này nó một cái lá của nó thì là của nó cũng bị gãy này. Còn chút nữa đóng gửi thì em sẽ cắt bỏ cái lá này đi nhé. Này. Lá này chút nữa đóng gửi cho các bác thì em sẽ cắt bỏ đi. Đấy, hai cây này 1 kg đấy ạ. 1 kg này thì em xin bán với giá này là 580.000 đấy, hai cây đấy. Đây cây này cũng có hiện tượng vàng lá này để nó cho vòi hoa nhé, dụng. Đấy, đai châu thường thường này nó hay có hiện tượng rụng lá gốc để nó cho hoa nhé các bác nhé. Vào mùa khô đấy ạ. Đấy. Hai cây này em bán với giá là 580.000 đấy. Cuối cùng là em có một cây đai châu này rất là lớn luôn ạ. Cây này nó nặng 1 kg nha các bác nhá. Đấy, bản lá cũng khá là to đấy ạ. Cũng bằng 4 ngón tay của em đấy. Có những cái thì lá nó nhỏ hơn. Cây rất là lớn luôn ạ. Đây ạ, mình quay này. Đấy, cho các bác xem ạ. Đấy, rất là to đấy. Cây này thì em bán với giá là 620.000 đồng nhá. Một cây này ạ, 1 kg đấy ạ. Đấy.
Lá của nó đây nhá, cũng hơi bị dập một chút xíu đấy ạ. 620.000 đồng đó. Một cây đai châu này nhá, cây to đấy, rất là khủng đó. Đây là toàn bộ số lan mà nhà em có nhá. Các bác nào mà sưu tầm thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0365 323 666. Em tên là Bao ạ. Em ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ngoài các mặt hàng lan thì em còn có bán các loại phân thuốc dùng cho hoa lan nhé. Các bác nào cần loại gì thì cứ alo cho em ạ. Thôi em xin phép dừng video tại đây ạ. Chúc các bác có một ngày nghỉ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.